Xin được cảm ơn chị Thuần, xin được cảm ơn những chàng trai rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Phải nói rằng bây giờ đến đây MC Hoàn thì Thanh Vương nó nói như thế thôi. Còn bây giờ tôi bắt được ông này đi hát karaoke rất nhiều rồi. Vâng, và để tiếp tục chương trình ca nhạc chúc mừng hạnh phúc hôm nay và đáp lại tấm thật tình của quý vị và nhà gái, Ngọc Hải xin gửi đến tất cả quý quan viên hai họ của quý vị khách quý ca khúc được mang tên Bài Tango Buồn. Xin trân trọng chúc mừng quý vị cùng thưởng thức. We'll be right back.
vâng, xin cảm ơn tấm chương trình của quý vị. Xin được cảm ơn rất nhiều vì đại diện của gia đình chú rể chúng ta ngày hôm nay. Và xin kính thưa quý vị, chắc vì đường xá xa xôi và chung vui với ngày vui của những người. Còn như ngày vui của hai cậu thì mình